Bây giờ thì mình chia sẻ với các bạn này cách chúng ta quản trị cái hệ thống về Affiliate nhá. Đây là một cái phần mà rất quan trọng đối với các sao sở tiền đúng không ạ? À, các bạn có thể là tích hợp vào để cho uh, cộng tác viên, học viên có thể là đi làm Affiliate cho các bạn. Đấy. Thì đây cũng đã được tích hợp sẵn đây rồi nhá. Cái công cụ này cũng trị giá rất là nhiều tiền đấy. Đó, chúng ta sẽ vào đây. Đó. Thì uh, đây là cái uh, trang quản trị của uh, Affiliate Hiện nay thì chưa có một uh, cộng tác viên nào ở đây cả. Đấy. Uh, đầu tiên ấy đầu tiên là các bạn sẽ cần phải vào cho mình đó nhở, cái phần nói nhở, à, à, tùy chọn chung này, nó tùy chọn chung này, này nha, tùy chọn chung này để các bạn sẽ lắp, à, số tiền à, trên lần giới thiệu thì chúng ta sẽ để lại số tiền lớn nhất nhé, đó. thêm hướng để chuyển hàng này, chuyển đổi không tham số này, đó. À, tức là sao, tức là khi người ta à, truy cập vào cái đường link của người affiliate ấy, thì nó sẽ tự động mất cái tiền tố đi và nó chỉ là hiển thị ra cái website chính chủ thôi, có chưa đấy ở đây thì có thể là để là id định dạng liên kết của người liên kết ấy các bạn có thể là để là id tức là số hoặc là username tức là tên của người ta đó thì tùy nhé tùy các bạn để là cái dạng nào đấy tìm uh, url cho cả hai định vị liên kết thì các bạn cũng có thể là bật cả, cả hai cái này lên đó để cho người ta có thể là sử dụng cả hai đấy cookie này cookie thì bạn xét nhé cookie tức là cái thời gian cái đường link liên kết ấy nó được lưu Ví dụ như là ngày số 1 người Affiliate có khách hàng truy cập vào thì người ta chưa mua hàng những ngày 29 người ta mới mua hàng cơ đó thì thời hạn cũng kỳ chúng ta có thể để 30 ngày hoặc 60 ngày đó, tùy các bạn nhé đó Đấy. À, dưới này thì uh, chiến dịch này nó tiền tệ là, là Việt Nam đồng rồi đó số lượng, phần vân loại trừ chi phí này không bao gồm thuế này quốc gia là Việt Nam này tất cả người dùng mới trở thành cộng tác viên này các bạn có thể là bật cái chức năng này lên nhé để chúng có thể là khi học viên người ta đăng ký học là người ta auto được uh, trở thành cộng tác viên. Đấy, tùy các bạn nhé. Đó, tùy các bạn. Đối với bản thân mình ấy, nếu mà người để làm affiliate hiệu quả ấy, thì chúng ta nên lọc, nó nên lọc người. Nên lọc người để làm affiliate thôi. Đấy thì tùy định hướng của các bạn. Đó, nhưng mình khuyên là chúng ta nên lọc. Thường ấy có những cái mà ở đơn vị mà tràn lan và ai cũng có thể làm affiliate được ấy, đó. Thì những cái tỷ lệ những người làm rau hồng nó rất là ít và tiếp theo là nhiều người dùng đăng ký trên web của ta đấy là con gây lặng web cơ đấy thì tùy tùy các bạn nhé ở đây ví dụ ở đây thì mình sẽ sẽ tắt đúng không đấy đấy là về những cái uh, tổng quan của cái uh, phần setup đó bây giờ một cái phần nữa đó nha phần setup về uh, hoa hồng đây thì bạn sẽ vào cho mình cái phần đó nha phần ngôi sao là cấp bậc để chúng ta có thể setup theo cái chính sách hoa hồng mà các bạn mong muốn các bạn mong muốn là bao nhiêu phần trăm ví dụ như ở đây đang có à uh, ba cái cấp bậc nó ba cấp bậc ví dụ cấp bậc 1 là không cần điều kiện gì cả là 20% đó là auto được 20% giá trị hầu đúng không? Đấy. Cấp bậc 2 là các bạn đây là phải có là 100 đã giới thiệu được 100 uh, người mua hàng rồi thì lên được 25%. Đấy, nó như của cấp bậc đại lý ấy, nó tiếp theo là uh, đã giới thiệu được 150 người rồi. Đó thì lên được 30%. Đấy. Thì các bạn không không không, không dùng cái nào các bạn này kích bạn xóa nhé Thì nó sẽ xóa đi. Nhá, thì nó sẽ xóa đi đấy và gọn à, các bạn đợi một tí bởi vì xóa cái cấp bậc này thì nó sẽ hơi mất thời gian đấy một xíu thôi đó và để chỉnh sửa ví dụ bạn không muốn hoa hồng là hai bạn chỉ muốn là trong mười thôi thì bạn sẽ kích vào phần sửa cho mình ok chưa sửa này đấy thì cái tên đầu tiên là cái tên thì các bạn có thể đặt những cái tên nó hoa mỹ nó văn thơ cho cái những cái cấp bậc của các bạn ví dụ như các bạn cấp độ đầu, đầu tiên là cấp độ bạc chẳng hạn này đúng không đấy cái ví dụ như thế trong trong đa cấp nó có có bộ silver đúng không cấp độ diamond gold đấy thì bạn có thể đặt đấy ok chưa đấy các bậc một là bạc vị trí đây các bậc một này đó thì thứ hạng chúng ta sẽ có hai option để cho người dùng affiliate được thứ nhất là cho người ta nhận tiền luôn tức là khi giới thiệu một khách hàng kể cả mua bất kỳ cái sản phẩm gì cũng nhận được bằng này tiền đấy đấy là cái cái style đầu tiên đó số style số 2 là những nhà phần trăm tức là khi người ta mua cái gì thì được cái phần trăm đó, ví dụ ở đây được mình để 15 phần thôi chẳng hạn này đấy đó. ở dưới này là cái phần điều kiện đính kèm đúng không điều kiện đính kèm đó điều kiện đính kèm đây thì nó sẽ có hai thể loại thứ nhất là Lumber tức là số người giới thiệu được điều kiện số 2 là doanh thu đạt được đấy các bạn hiểu chưa đó thứ nhất là bạn có thể là à, ví dụ như là để đạt được 15 hoa hồng thì các bạn phải giới thiệu là 100 người đấy hoặc là để đạt được 15 hoa hồng thì uh, uh, các bạn phải đạt được 100 triệu tiền doanh uh, doanh thu đấy thì đó là tùy vào option nhé còn khi chúng ta để ba chấm này tức là à, khi người ta mới đăng ký thì là cấp độ 1 thì đã được 15 đó sau đó bạn sẽ kích là màu 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 chọn này màu thì chọn màu nhé đó, chọn màu xanh đỏ tím vàng gì đấy sau đó bạn kích vào phần đưa thay đổi đó là về cái uh, thứ hạng bạc. Đấy ví dụ như thế, đấy thứ hạng, hạng vàng thì bạn cũng kích là bạn sửa thôi. Đúng không? Đấy. Ở đây thì ở phần cộng tác viên này thì nó sẽ hiển thị và nó show lên tất cả những cộng tác viên đã đăng ký ở đây, đúng không? Đấy. Uh, cấp bậc là chúng ta vừa vào rồi đúng không? Bây giờ đến cái phần offer tức là phần đề nghị này. Đấy, bạn có thể là tạo thêm một cái ưu đãi uh, cho, cho, cho 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 ưu đãi đặc biệt chẳng hạn đấy cho ai chẳng hạn đấy sản phẩm là gì chẳng hạn Đó, và cho cái user nào đặc biệt ví dụ như này, những user top đầu của bạn ấy đúng không thì bạn có thể là set up cho người ta User ưu đãi đặc biệt họ tên là cái gì đấy à, số tiền trị giá này bao nhiêu này đấy nó phạm vi là trong này phạm vi này Đó, phạm vi ngày này Đó, mục tiêu này đến từ sản phẩm gì này thì có thể xuất cụ thể sản phẩm ở đây Đó tức là những người mà được ưu đãi đặc biệt đấy ví dụ như bạn có những cộng tác viên người ta làm rất là tốt đúng không? và chỉ những khách hàng mua link của cái cộng tác viên đấy thì được giảm 15% còn các khách hàng mua link bình thường là giảm 10% để các bạn có thể đẩy để mạnh hơn đó thì người ta có động lực hơn để thì bạn này sẽ làm đây nhé cho từng người đó phần uh, CPA này chúng ta cũng không, không hay dùng lắm đấy tiếp theo đến cái phần quảng cáo đó, phần này thì uh, chúng ta sẽ hay dùng đấy quảng cáo này là gì quảng cáo này là khi người affiliate người ta đăng nhập vào trong cái trang quản trị của người ta ấy, đó thì các bạn bạn sẽ sẵn những cái hình ảnh để cho người ta chỉ lấy đi người ta làm affiliate thôi đấy các bạn hiểu chưa sẽ up sẵn hết những hình ảnh đấy ví dụ như là đây có thể là exit này đấy và người ta chỉ cần click và người ta copy cái link Nhờ là người ta chèn đến website người ta là nó sẽ auto có cái ảnh đấy thì ảnh các bạn click ở đây để bạn lấy ảnh này thay đổi cái này đấy, ví dụ mình muốn chén ảnh này vào chẳng hạn này đó chèn ok chưa đấy thì người ta vào người ta copy là người ta có cái ảnh người ta đính kèm lên website của người ta ok chưa đấy ở đây bạn có thể sử dụng cái ảnh động các thứ chẳng hạn đó thì đây chính là về cái phần ảnh à, 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 à. còn cái này các bạn không dùng bạn kích các bạn xóa đi đó xóa đi đó. đó tiếp theo là đến phần trưng bày ok trưng bày ở đây chính là cái phần về cái trang uh, uh, đăng nhập cũng như là trang uh, mẫu đăng nhập này, trang đăng ký này, trang tài khoản của tôi này, uh, trang uh, top uh, thu nhập hàng đầu này, tức là top những cộng tác viên thu nhập tốt đấy, đó. thì đây phần trang này, các bạn sẽ kích vào phần tất cả các trang này. rồi thì những cái trang của Affiliate ấy, thứ nhất là trang đăng ký, đúng không? dành cho ai chưa có tài khoản. cái này nhá, các bạn cần phải uh, mở trên cái trình duyệt khác, chứ chúng ta là người admin thì chúng ta không 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 xem được. Đấy chúng ta là người admin thì nó sẽ hiển thị như này này không xem được ok chưa trang đăng nhập đây trang đăng nhập này đó đăng nhập cộng tác viên này thì chúng ta cũng cần phải mở trên cái trình duyệt mà của người mới tinh ấy đấy đây chính là cái trang mà trang đăng ký à, đây chính là cái trang mà trang đăng nhập được chưa Đó trang đăng ký trang đăng nhập đấy à, chúng ta lên nhá lên chèn thêm cái phần trang đăng nhập này vào cái phần link ở phần bên dưới này Phần bên dưới menu này Ôn lại bài một tí Đấy Thì chèn vào cái phần dưới này Thì bằng cách nào Các bạn nào còn nhớ không ạ Rồi đúng không chính xác Các bạn sẽ vào phần giao diện này Sau đó các bạn sẽ vào cho mình cái phần menu Đó menu Và chúng ta tìm đến cái phần menu chân của cái trang ấy Đó chính là về phần menu Hình như nó là cái phần khóa học chẳng hạn à, Giới thiệu phần menu là phần menu giới thiệu, đấy, đây đúng rồi chuẩn luôn menu đó, trang chủ của tài khoản này, đấy, thì bạn có thể là chèn thêm cái trang, uh, chèn thêm cái trang uh, đăng, nhập, uh, đăng nhập cộng tác viên đăng nhập affiliate này, đấy, đăng nhập này, cho thêm cả trang đăng ký vào đây nữa này, ok chưa, đấy, rồi chúng ta sẽ lưu lại này, để uh, sau này người ta dễ dàng đó, còn các bạn uh, có thể là sử dụng Elementor nhé để các bạn thiết kế ra một cái trang để làm Affiliate ví dụ như, như mình lấy cho các bạn à, ví dụ như này. Đó, một cái trang để các bạn này sâu lên tất cả những cái chính sách về à, Affiliate các thứ của các bạn đó thì à, ví dụ như đây chẳng hạn này đó như của bên mình này đấy, ví dụ như chương trình Affiliate đúng không đấy chia sẻ sẵn hồng các thứ như nào có cả video giới thiệu đó, hướng dẫn người ta từng cái bước có thể là gợi ý cho người ta làm như thế nào Đấy, có những cái chính sách những điều khoản dịch vụ gì các bạn các bạn sâu lên đây. Đó và uh, người ta click vào phần đăng ký này thì nó sẽ nhảy sang cái trang mà là trang uh, đăng ký mà chúng ta đã setup. Ok chưa? bạn trong này phần này đã clear rồi đúng không ạ? Đấy. Ok. Như thế bây giờ mình sẽ tạo thử luôn một cái tài khoản affiliate đúng không ạ? Đó. Tên đăng nhập này, ví dụ như là Quang Richard. Ok chưa? Email đúng không? Thì bạn sẽ nhập cái email ở đây ví dụ như test1a@ gmail.com Đấy, tên Quang Họ Ok Mật khẩu Đấy, các bạn đặt cái mật khẩu nhé Rồi, mật khẩu này Rồi, uh, chấp nhận cái điều khoản dịch vụ Người ta có thể tải lên cái avatar người ta ở đây luôn Đó Và sau đó người ta kích cái phần đăng ký uh, Ok Khi người ta kích ở phần đăng ký xong rồi này Bây giờ người ta sẽ đăng nhập vào này Đúng không? Đăng nhập này Rồi, click vào tự động đăng nhập này và đăng nhập. Đó là người ta đã được sang cái trang uh, của cộng tác viên. Đó, cộng tác viên này. Đấy thì nó ở trang của các bạn nhìn thấy rất là chuyên nghiệp. nó rất là chuyên nghiệp và đẹp. Đấy. Nó có thống kê tất cả mọi cái chi tiết này và ở đây thì nó có phần link để người ta có thể lấy cái đường link uh, affiliate đúng không? Đấy. Đây, affiliate 2 này, đây là cái người số 2. Đấy. Ok chưa? Đó. Và bây giờ người ta có thể là uh, bật chỉ giờ danh người ta truy cập vào cái link này chẳng hạn này, đấy. Thì khi truy cập vào thì nó tự động nó mất cái tiền tố đằng sau đi như chúng ta vừa mới setup ở lúc ở lúc trước. Đó, ok chưa? Rồi. Thì uh, bây giờ mình sẽ quay trở lại tiếp cái phần này và mình sẽ uh, đi từ cái phần tiếp theo để cho các bạn thấy. Đây nhá. Ở cái phần mẫu thì uh, có cái phần mẫu đăng ký này ở đây thì nó sẽ có uh, rất là nhiều các cái chủ đề để các bạn có thể là uh, ấy được uh, vai trò được xác định trước khi người dùng mới đó ở đây nhé ở đây ở đây thì các bạn có thể là uh, setup được uh, uh, nó có rất nhiều những cái chủ đề ý là nó rất nhiều cái 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 giao diện của cái trang này ấy. bây giờ nó đang là cái màu tím tím này chẳng hạn này đó, còn các bạn nào thích cái màu khác thì bạn có thể chọn Đấy, sau đó nó hiển thị ví dụ là màu hình màu xanh này Đấy, các bạn lại chọn thành cái màu nào các bạn mong muốn Đấy, như mình thấy là mình dùng cái màu kia là ok rồi Đấy, rất nhiều nhé tiêu chuẩn này Đấy, rất nhiều thì bạn đã lựa chọn nhé mình thấy cái chủ đề này là ok đó đây là một cái hệ thống mà rất là giá trị nha riêng các bạn tích hợp riêng thôi cũng là lên đến tiền vài triệu rồi đó. tiếp theo này là về cái form đăng nhập đấy form đăng nhập Phong đăng nhập thì đây thì nó cũng có những chủ đề nhé để có thể lựa chọn à, như là có những cái team mình thì mình mình thích cái này cái số 9 này đó thì đây phong đăng nhập thì nó cũng có cái phần uh, ghi nhớ đăng nhập liên kết đăng ký này quên mật khẩu này ở đây là những cái phần là thông báo này đó. thì uh, tiếp theo là đến cái phần đấy là trang tài khoản của tôi đó trang tài khoản của tôi là cái trang mà cộng tác viên đây đây chính là cái trang tài khoản của tôi này đó. đó trang tài khoản của tôi này đấy ok chưa thì đối với trong cái phần trang tài khoản của tôi thì có thể hiển thị ata hiển thị thu nhập này hiển thị giới thiệu này hiển thị thành tích này hiển thị thứ hạng này đấy thì những cái này thì đã được tôi ưu hết rồi đó. phần này thì các bạn cũng sẽ giữ nguyên thôi cũng không không cần thay đổi nhiều đâu đó đó chính là về cái phần trưng bày thế nào đến cái phần nhấp chuột phần nhấp chuột này tức là cái phần để chúng ta là cái người uh, quản trị hàng ngày chúng ta sẽ vào chúng ta sẽ xem là à uh, website của ta từ hệ thống affiliate chúng ta sẽ có bao nhiêu lượt click và đến từ cộng tác viên nào đấy đến từ người dùng nào đó ví dụ như đây chẳng hạn à, Quang Richard này vừa mới có một cái đường link nhấp và vừa lại đúng không đấy thì đấy là uh, hiển thị đó, tiếp theo là người giới thiệu người giới thiệu thì sau này nó sẽ hiển thị ra tất cả đó bạn có thể lọc theo ngày, theo tháng, theo năm, theo 24 ngày. Đấy, lọc ra ở đây thì bạn có thể xem được là ai giới thiệu được nhiều, ai giới thiệu được ít cũng như là như nào. Đấy. Tiếp theo một cái phần đó nhà phần thanh toán các bạn nhé. Đây phần thanh toán này. Đó, phần thanh toán này thì đối với cái hệ thống thanh toán affiliate này nhé đây là cái hệ thống đo lường đối với tất cả các hệ thống affiliate ở trên thị trường từ quốc tế hay là Việt Nam đều thế nhé đây là cái hệ thống đo lường đó hệ thống đo lường thì khi ở đây nó sẽ hiển thị lên uh, tất cả những cái chỉ số của cộng tác viên các thứ đúng không ạ? Thì đây bạn có thể lọc được là uh, phương thức thanh toán này, những cộng tác viên là chưa thanh toán này, link affiliate đã thanh toán này và tất cả các phương thức này. Thì đây khi mà người dùng người ta đăng ký làm affiliate là một người, người ta đăng ký làm affiliate này, đấy. affiliate ở đây. Và uh, người ta sẽ có cái phần đó là cập nhật cái thông tin tài khoản ngân hàng. Đấy cập thông tin ngân hàng này đó thì người ta sẽ vào đây đó và người ta sẽ cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng lộ số tài khoản mà Đấy, 2, 1, này ngân hàng này đó vp bank chủ tài khoản đó, nguyễn hữu quang bạn nào muốn mời mình một cốc cà phê thì có thể là chuyển thẳng vào đây nhé ok À, thì đây sau khi cập nhập xong thì nó sẽ hiển thị ra cái số tài khoản các thứ thông tin ở đây nhé Bây giờ thì mình sẽ copy hẳn một cái link này Của tài khoản này này và bây giờ mình sẽ Sẽ test thử cho các bạn nhé Đó, Chúng ta sẽ truy cập vào trong website đúng không ạ Rồi sau khi truy cập thì nó sẽ bị mất cái đằng sau rồi nó chỉ có thẳng web thôi đúng không ạ Bây chúng ta sẽ truy cập luôn vào một trong khóa học này Và sẽ đăng ký luôn này Đấy Thì khóa học này Đó, Sẽ kích vào phần đăng ký ngay để uh, tiến hành triển khai đăng ký khoa học. Sẽ sang trang thanh toán này. Đó. Đây mình sẽ uh, test thử cho các bạn thấy nhá. Đó. Ok chưa? Địa chỉ email này. test0 à, à, Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ kích vào phần đặt hàng. Rồi ấy, sau khi uh, kích vào phần đặt hàng này thì đây là cái phương pháp uh, chuyển khoản thủ công nhé, đó. còn uh, mình cũng có video hướng dẫn các bạn này tích hợp cái phương pháp chuyển khoản uh, thanh toán tự động vào, đó là và khi hành học viên quét thanh toán cái là vào học được luôn. đấy. thì đây là cái phương pháp mà uh, thanh toán kiểu uh, thủ công, ok. thì bây giờ chúng ta sẽ vào và chúng ta sẽ kích hoạt lên cho học viên, đấy. bạn sẽ vào WooCommerce này, các bạn vào đơn hàng này để mình sâu cho các bạn xem được hệ thống đúng không? đấy ở đây thì uh, đang chờ trạng thái tạm giữ này thì đây mình chọn này và chuyển ra dạng thấy là hoàn tất áp dụng Đấy. áp dụng khi áp dụng một cái thì bây giờ chúng ta sẽ uh, sang đến cái uh, đây chúng ta sẽ sang đến cái trang của cộng tác viên nhá kích lại vào, vào, vào bảng điều khiển này thì chúng ta đã thấy ngay là đã có một đơn hàng lên kệ rồi đúng không đấy và đã nhận được uh, hoa hồng này đấy tổng số hiệu một này này đấy ok chưa đấy bây giờ thanh toán đang trừ đó. Đó là đang chờ duyệt đó thì nó là đang chờ duyệt nhưng bạn để thấy nó đã hiển thị lên trên này rồi đúng không đấy và bây giờ nhé chúng ta lại quay trở lại cái trang quản trị của chúng ta đó và chúng ta sẽ sang đến cái phần đó chính là phần uh, affiliate đúng không phần affiliate và mình sẽ sang đến cái phần thanh toán cho các bạn thấy nhé đấy khi có lượt giới thiệu cái nào nó sẽ hiển thị ngay nó sẽ hiển thị thông số tất cả mọi cái ở trên này ngay đúng không đấy đã xác minh đúng không đấy trạng thái đã xác minh rồi nó à, đối với khoa học ta thì nó sẽ có nó sẽ có thời gian hoàn tiền nữa nên là các bạn có thể là để những chính sách mà uh, sau khi học viên mua đúng không ạ đấy thì sau 30 ngày thì sẽ nhận nhận được hoa hồng đấy như thế rồi bây giờ nó sẽ sang đến phần thanh toán này phần thanh toán nhé đây là hệ thống về đo lường thôi còn thanh toán ấy là chúng ta sẽ cần phải thanh toán thủ công nhé tức là các bạn mở điện thoại các bạn ra các bạn uh, thanh toán cho cho cộng tác viên đấy thì đây này phương thức thanh toán này chưa thanh toán các bạn kích vào phần cộng tác viên chưa thanh toán thì sẽ lọc ra được là à những cộng tác viên là các bạn chưa thanh toán đúng không đấy khi muốn thanh toán bạn kích vào này này bạn kích vào này bạn kích vào phần thanh toán này đúng không rồi đấy thì ở đây nó sẽ hiển thị ra cái số tài khoản của cái người tổng hiền đúng không các bạn nhìn lại thông tin tài khoản ngân hàng này banh này đấy banh các thứ này thì bạn sẽ chuyển khoản thôi và gửi thành công đúng không tình trạng là hoàn thành thì gửi thành công thì bạn sẽ kích vào phần gửi đó khi bạn chuyển khoản thành công đấy thì uh, hệ thống các thứ chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ triển khai thôi ok chưa đó rất là dễ dàng đúng không đấy bây giờ thì uh, xong đến cái phần thanh toán rồi đó. thì chúng ta sẽ sang đến phần mở rộng phần mở rộng này thì là những cái chức năng uh, uh, Lâng nâng cao thêm đó những chức năng cần thiết thì mình đã bật cho các bạn rồi. Đấy. Còn những cái chức năng uh, nâng cao thì bạn có thể là nghiên cứu xem thêm ở đây nhá. Ok chưa? Đó. Những chức năng ấy thì cơ bản của hệ thống Alfred là như thế là đủ rồi đấy. Đó. Bây giờ đến cái phần uh, thông báo qua email. Đấy. Đó. Thì uh, mình cũng đã bên mình cũng đã uh, các bạn lên uh, những cái email hay dùng để đăng ký, đăng ký mới này, đăng ký Affiliate, thông báo này, đó Còn về hồ sơ này, những cái này là đã set up xong rồi, đấy Các bạn nào muốn sửa ấy Ví dụ như là các bạn muốn sửa, bạn kích phần này này Các bạn kích vào phần sửa này, đó Và bạn sẽ uh, viết lại Viết lại, đấy, ví dụ như đây cũng đã việt hóa rồi, đó Còn bạn nào muốn sửa thì bạn sẽ viết lại thôi Viết lại cái nội dung mà các bạn mong muốn thôi Thì sửa phần này Nó là về phần thông báo, đó. Uh, Tiếp theo về cái phần uh, báo cáo thì đây các bạn nhìn một đơn vị đăng ký mới đúng không? tổng số lên phép là một này tổng số giới thiệu này tổng số giới thiệu này đó trung bình này đấy. thì các cái thông số các thứ ở đây thì ở trần đồ là như nào này đó để các bạn biết được là cái gì nó uh, nó hiệu quả đấy ai làm hiệu quả thì có chúng ta có thể đây những áp là hiệu quả thì bạn có thể tập trung ke người ta hơn nó cho người ta những chính sách tốt hơn để đẩy mạnh push mạnh đó làm cho hiệu tạo hiệu quả hơn đó đấy đến cái phần uh, À, tùy chọn chung này thì à, đây cái đặt chung đây rồi ví dụ quy trình làm việc của quản trị viên này đúng không thì bây giờ đang để chế độ hàng giờ rồi thì nó sẽ update hàng giờ đó đấy update hàng giờ này ok chưa quy trình làm việc công khai này đấy cũng là update theo rồi cài đặt thông báo này đúng không những cái trang mặc định này đấy Đấy, trang mặc định này đăng ký này đăng ký đó đăng ký affiliate này đăng nhập affiliate này đăng xuất này Đấy, những cái trang mặc định à, chuyển hướng mặc định này đó sau khi đăng nhập này đúng không sau khi đăng ký thì chuyển đến trang đăng nhập affiliate này đúng không sau khi đăng nhập thì chuyển đến trang tổng quan này sau khi được mật khẩu thì không chuyển hướng này đấy đăng nhập affiliate này đăng nhập này đấy đấy là những cái trang chuyển hướng đó Uh, truy cập bằng điều khiển uh, này thì chỉ có quản trị viên chúng ta là truy cập được thôi ok chưa đấy thì đó là tổng quan đúng không tổng quan các bạn hiểu được về cái quy trình setup của hệ thống uh, Alfred rồi đó rất là tuyệt vời đúng không đấy